Chào bạn nha, các bạn ơi, các bạn có thích dê không ạ? Để con đàn dê. Bên gì nó đang bảo nó phá các bạn ơi. Đang phá là người ta đang gấp bên kia ui quỳnh kìa. Dê này nó dê ta, nó nhỏ đó các bạn ạ, nhưng mà dê này ăn ngon.